cho anh em học sâu thêm, nắm sâu thêm nữa. Mục tiêu thì hôm nay là mình sẽ phải nắm được if else này. Trong if, thì có thể là viết if không cũng được đúng không? Không cần else. Và có if else lồng nhau này, if else một bậc thang này. Và mình sẽ phải nắm được switch case nữa. Và trong bài này mình sẽ phải nắm được cả về toán tử ba ngôi. Rồi, khai bạn phân biệt được break default đúng không? Break default thì mình sẽ dùng ở trong switch case. Thì như mọi người đã biết là cái code JavaScript thì nó chạy từ trên xuống dưới đúng không? Nó cứ chạy lần lượt từng dòng một đúng không? Thì if else với cả switch case sinh ra là để mình có thể điều hướng, có thể nhảy dòng được đúng không? Mình có thể điều hướng theo một cái hướng logic nào đấy mà nó không cần phải qua cái dòng đấy đúng không? Nó có thể là nhảy sang dòng khác. Thì sinh ra if else hay là switch case này để mình có thể điều hướng. Điều hướng sự tuần tự của cái việc code JavaScript đúng không? Em chào anh. Hello em. Tình hình vợ con nào em? Dạ. Tình hình vợ con nào rồi? Thấy Luân bảo em cứ phải bế con khi đang học, ảnh hưởng đến việc học tập. Mấy hôm nay cũng đỡ, không phải bế con nữa rồi anh. À, thế được rồi. Thôi cố gắng tập trung học nhanh xong 5 tháng rồi mà. Vâng. Dành hết thời gian cho việc học đi. Rồi. Rồi mình đi xuống tiếp nhá. Rồi có lẽ ít trước thì mình học về sơ đồ flowchart rồi đúng không? Đấy, thì là cái sơ đồ flowchart, từ cái sơ đồ flowchart mình chuyển sang cái code if của mình. Đây. Đây là sơ đồ flowchart đúng không? Nếu như mà đúng thì cái khối lệnh ở trong phần thân if sẽ được thực thi đó, còn for thì nó sẽ không thực thi phần thân của lệnh if đúng không? Nó sẽ nhảy xuống đây. Ở đây đây là cái phần cú pháp của if này. Trong này là biểu thức điều kiện này đúng không? Biểu thức điều kiện đặt trong một cặp dấu ngoặc tròn và cặp ngoặc đơn là phần thân của if. Thì khi mà cái cặp ngoặc tròn này nó biểu thức nó trả về true thì là cặp phần thân của if sẽ được thực thi đúng không? Còn nếu mà false thì nó sẽ không được thực thi. Đây, theo sơ đồ flowchart, đây là một cái công thức tính diện tích của hình tròn đúng không? Đây, nếu mà radius lớn bằng 0 thì là true đúng không? Thì cái diện tích này thì mới được tính đúng không? Thế theo sơ đồ flowchart thì radius lớn 0, false thì là không thực thi đúng không? Nếu mà đúng thì là cái khối lệnh trong phần thân if sẽ được thực thi. Thì ngoài ra if có thể viết như này nhé, có thể viết không cần cái phần cặp ngoặc nhọn này thì nó vẫn hiểu. Anh thử nhé. If mình sẽ làm một cái biến nét y ở trên mà tôi không cần đâu, biến chu lên luôn nhé. Thực thi lệnh. Này là có thực thi đúng không? Rồi bây giờ mình bỏ cái cặp nhọn này đi. Bỏ cặp nhọn đi. Thì nó vẫn thực thi rồi đúng không? Thì nó vẫn là tương đương nhá. Nhưng mà viết kiểu này thì dễ bị ngáo lắm đúng không? Kiểu này mà mình viết nhiều code là nhìn nó hoa hết mắt ngay. Nên là khuyến cáo là không nên viết kiểu này. Nhưng mà nhiều cái bài trắc nghiệm nó vẫn code kiểu này nó bẫy mình. Mình biết là nó vẫn sử dụng code như vậy được nhé. Đây, viết ngắn gọn, nhưng mà viết ngắn gọn này đây, khuyến cáo là không nên dùng những kiểu này nhé. Và đấy là if mà chỉ viết if không đúng không? Ngoài if ra thì có else đó đúng không? Nếu mà if nó không thực thi thì sẽ thực thi lệnh ở dưới else đúng không? Rồi, đây thêm cộng nhận vào. L sẽ dưới if đúng không? L sẽ thực thi lệnh ngược với if đúng không?
Rồi để mình cho đây là phô. Đây, sẽ thực thi lệnh ở dưới eo đúng không? Nếu phô thì phần thân ít sẽ không được thực thi đúng không? Rồi đây là XL này. Đây là một ví dụ về chia hết cho 2 đúng không? Nếu mà chia hết cho 2 thì nó là số chẵn đúng không? Còn không thì nó là số lẻ. Đây là viết không có phần thân này. Mình không nên viết phần kiểu này nhá. Kiểu này dễ ngáo lắm. Rồi về cách viết mã sạch thì có thể là mình sẽ tổng hợp cái number chia hết cho 2 này bằng không này. Mình đưa về một cái biến nào đấy. Thì ví dụ như mình viết như này thì là người người dùng người ta có thể là à, người người đọc người ta có thể dễ hiểu code mình hơn. Thì đây là một cách gọi là viết code sạch. Đấy, hôm trước mình hỏi viết code sạch là gì đúng không? Viết code sạch sao cho người ta đọc vào cái code của mình người ta hiểu. Rồi thì mình có if lồng nhau đúng không? If lồng nhau thì là trong một cái if lớn thì có một cái if nhỏ phía trong đúng không? Kèm theo một điều kiện nào đấy. Bây giờ anh em thử là viết cho anh cái tìm số lớn nhất trong ba số xem nào. Xong anh sẽ dạy cách feedback nhé. Feedback với x. Anh em thử lấy máy viết cho anh tìm số lớn nhất trong ba số mà. Rồi về if nhé. Không cần phải chưa cần phải giao diện nhé, cứ viết xong rồi mình nhập lại mình test thôi, cứ viết khai báo biến bình thường thôi. Alo, vâng. Chị ơi, mít của em đi, em vẫn dùng mít để với các bạn học online mà. Chị có dùng Slack không? Thế em gửi qua mẹ, gửi qua tin nhắn qua đâu ạ? Dạ vâng. Nay Tuấn với hôm nay Huy với Đức Anh đâu nhỉ? Thấy đâu nhỉ? À, Đức Anh thì học rồi đó, có Huy không thấy đâu nhỉ? Tuấn đang viết cho em. Alo Tuấn ơi. Em đang viết. Ờ, biết đi. Đây mình sẽ sử dụng if lòng nha.
Chào chị Vân nha. Giới thiệu mọi người, hôm nay có chị Vân, chị dự giờ qua Meet. Vân là bên giám đốc đào tạo bên... của toàn Mall City. Cảm ơn chính. Chào các bạn xem. Lớp mình cứ bắt đầu đi em nhé. Dạ vâng, lớp em vẫn đang, em đang cho các bạn ấy viết một cái câu lệnh if else về... Ok, em cứ bắt đầu như bình thường đi nhé. Dạ vâng. Hôm nay lớp học về điều kiện gì ạ? Học bài về cấu trúc điều kiện gì ạ? If else và switch. Ok, em cứ bắt đầu đi, chị sẽ quan sát được mà. Vâng, if else và switch case ạ. Ok, em cứ như tổ chức lớp như bình thường ấy. Dạ vâng. Có ai biết không chưa? Ai biết xong thì xem màn hình nhá. Em xong rồi. Ok. Em xem màn hình đi. À, em vào Meet đi, em vào Meet. Em vào Meet trên Slack em xem màn hình nhá. Xem. Lớp em có mấy bạn học online nữa nên vẫn phải dạy qua Meet chị ạ. Ok em, vâng. Em cứ cho lớp như bình thường nhé, không cần phải quan tâm đến chị nhiều đâu. Em chia sẻ đi em. Rồi xem bạn code như nào nhé. Xe em ấn vào cái mũi tên lên đấy, ở chỗ giữa màn hình đấy. Giữa này. Em chia sẻ đi. Đây, em cứ nói đi. Đây thì đầu tiên thì em tạo một biến, em đặt tên cho biến là số thứ nhất. Số thứ nhất này. Em dùng hàng DOM để gom cho người dùng nhập vào. Rồi, ok. Dấu cộng có nghĩa là gì em? Dấu cộng nó thay cho bảng in hoặc bảng float. Mình có thể thay dấu cộng là bảng float. Rồi, ok. Anh em biết cái đoạn dấu cộng, sử dụng dấu cộng ở đây chưa? Hiểu hết cái đoạn dấu cộng này chưa? Chưa. Dấu cộng này là bạn ấy tự động ép kiểu từ nhập dữ liệu vào từ bàn phím thì nó vẫn là kiểu string, kiểu chuỗi. Nhưng mà bạn ấy thêm dấu cộng vào nó tương đương với cái hàm path in. Lát nữa anh giới thiệu cái path in đấy. Cái hàm path in đấy nó ép kiểu từ kiểu chuỗi sang kiểu số. Đấy thì cái dấu cộng này nó tương đương với hàm path in đấy. Thì chỉ cần thêm dấu cộng vào đằng trước thôi. Nó có thể ép từ kiểu chuỗi sang kiểu số thôi. Thì bạn ấy biết như đây là bạn đang nhập vào ba số theo kiểu số nhá. Tiếp theo là em tạo biến số 2, tên là số 2. Rồi, số thứ 2. Rồi, tùy tổng điểm vào nhập vào 2. Ừ, rồi. Tiếp theo là em tạo mic của anh. Rồi, tiếp tục đi em. Tiếp theo là em tạo một biến 3. Em đặt tên là số 3. Rồi. Cũng cho người dùng nhập vào số 3. Ừ. Thì em sử dụng lệnh if else. Đầu tiên là nếu mà số thứ nhất lớn hơn số thứ hai và số thứ nhất lớn hơn số thứ ba, tức là nếu mà cả hai cái điều kiện này cũng đúng thì em trả lại cái kết quả là số lớn nhất là kèm theo cái điều số thứ nhất. Còn nếu mà trường hợp không đúng thì là còn hai, trường hợp còn lại là số thứ hai. Nếu mà lớn hơn số thứ ba thì em cho thông báo là lớn nhất là số thứ hai. Hai trường hợp này số thứ nhất mà không đúng, số thứ hai mà không đúng thì chứng tỏ số thứ ba là lớn nhất rồi. Em cho tôi số lớn nhất là số thứ ba. Nhưng mà cái if else này của em là if else bậc thang chứ không phải if else lồng đúng không? Đây anh đang yêu cầu viết if else lồng được rồi. Bây giờ em chạy cái bài của em đi xem. Đây chính là if else bậc thang nhé. Nhập số thứ nhất, ví dụ nhất là nhập 3.
Số lớn nhất là 7 đúng không? Em thử nhập vào một trường hợp khác đi, chạy lại xem nào. Trường hợp cho cái đầu tiên, số đầu tiên là cái số lớn nhất đi. 952. Ok, vẫn đúng đúng không? Cho số thứ hai là số lớn nhất đi. 382 vẫn là 8 đúng không? Ok. Thì đây là bạn ấy đang viết theo if else bậc thang nhá. Em quay lại màn hình chia sẻ code của em. Đây đây là bạn đang viết theo if else bậc thang. Thì có ai viết theo cách là if else lồng không? If else thang thì dưới một cái lệnh if trên sẽ có một cái lệnh if ở bên dưới, nhưng mà nó là tương đương nhau. Đúng không? Nhưng mà nếu mà if lồng ấy thì nó là nằm ở trong lệnh if, trong phần thân cơ. Đúng không? Trong phần thân của if sẽ có một cái if ở bên trong, if nhỏ hơn thì gọi là if lồng. Rồi thì có bạn nào viết theo if lồng không? Anh quay video rồi, không phải chụp đâu. Thì anh gửi video cho. Có bạn nào viết dài cũng được, nghĩa là bây giờ mình đang qua cái đoạn học về if lồng đã. Rồi if bậc thang xong. Thì trong if else sẽ có là if lồng và if bậc thang. Đúng không? Thì có ai biết theo if lồng không? Mình quay lại cái slide của mình nhá. Slide của mình có hai kiểu. Đúng không? Đây, thứ nhất là if lồng nhau này, đúng không? Gọi là letter if, đúng không? Thì trong một cái khối if to, đúng không? Sẽ có một cái khối if else nhỏ bên trong. Đây gọi là if lồng. Đấy, còn bậc thang thì nó khác. Bậc thang như vừa lấy của bạn viết là if else theo kiểu bậc thang nhá. Đây là theo kiểu bậc thang này, liên tiếp nhau. Đây, if else theo kiểu bậc thang. Vừa lấy bạn nào viết theo kiểu if else theo kiểu bậc thang nhá. Thì đây có bạn nào viết theo kiểu if else lồng mà vẫn ra được không? Đấy, phân biệt nhá. Đây là if else lồng này, còn if else bậc thang thì là liên tiếp nhau như này. Dưới một cái if này có một cái else if khác. Còn if else lồng nhau thì có nghĩa là trong một cái if lớn có một cái if nhỏ bên trong, nó nằm trong phần thân của if kia, đúng không? Ở trên ví dụ của cái thằng slide của mình cũng có rồi đấy. Thì các bạn thử viết lại xem là nó có chạy đúng không? Hoặc là các bạn có thể có cách khác. Code thì mình có thể ra nhiều cách, đúng không? Thì trong chủ đề hôm nay mình học về if else thì mình sẽ phải biết là có hai dạng viết. Một cái là if bậc thang, một cái là if lồng nhau. If lồng nhau thì mình có thể lồng điều kiện từ cái điều kiện thứ nhất sang cái điều kiện thứ hai, đúng không? Hiểu có biết được không? Cái cũng được, nhưng mà mình học về cái cú pháp là chủ yếu. Mình sẽ biết được những cái cú pháp viết khác nhau. Bởi vì mình mới tiếp xúc với code thì mình nên tiếp xúc với nhiều cú pháp khác nhau. Làm tắt quá thì có khi mình lại không hiểu được những cái cú pháp, mà có thể là sau này code mình vẫn phải dùng đến những cái cú pháp mà lồng nhau này nhiều, đúng không? Thì mình phải học cách debug nữa, debug sao cho nó vào được cái khối thứ hai hả? Tại sao nó không vào khối thứ hai, đúng không? Thì mình phải học cách debug, cách đặt bug như nào. Thì với ít mình nên đặt bug như nào, đúng không? Không biết xong chưa?
ở trên slide của mình có gợi ý rồi đấy, có gợi ý íp lòng nhau rồi đấy, bạn thử xem, thử cốt lại theo cái slide của mình xem. Bài này có trong slide của mình rồi. Đây, slide của mình có rồi đây. Đây là cách viết íp lòng nhau này. Em chuyển từ lớp Java sang tên Hưng đúng không? Em tên Đức ạ. À, tên Đức, em Đức. Vừa code của Đức là rất là ngắn gọn đúng không? Thì code kiểu đấy có thể là ngắn gọn hơn, nhưng mà mình đang chủ đề đang là tìm hiểu về íp lòng nhau. Thì xem cách viết íp lòng nhau như nào. Có ai code xong đoạn này chưa? Rồi thế anh đi vào anh cốt luôn nhá. À, mình xong rồi, mình chia sẻ đi. Rồi xem bạn Minh bạn cốt xong rồi nhá. Huy vừa rồi à? Đây. Phải cho mic của anh không? Đây em cho A lớn và A lớn thì nghĩa là mắt bằng A. Trong trường khác thì lại có một thằng ít ở trong là B lớn C thì mắt là B. Còn không thì là C là mắt. Alo. Rồi mọi người vẫn đang nghe. Thế đoạn này bạn viết có phải đúng là ít lòng nhau không? Rồi em sẽ quay lại code đi. Đây bạn đây vẫn có íp ở trong eo, nhưng mà nếu mà như này thì cũng chưa đúng với cả íp lòng nhau lắm đúng không? Tại vì nó phải phụ thuộc vào điều kiện, có đúng không? Không, vừa đấy bạn viết vẫn đúng á, tại vì là khi mà íp kia sai thì nó nhảy xuống eo đúng không? Đúng không? Thì nó vẫn phụ thuộc vào điều kiện đầu tiên. Đúng không? Nhưng mà mình viết đúng thì là íp lòng nhau thì nó phải là trong phần thân của phần íp cơ. Em thử viết lại xem là nó cho phần thân íp xem. Rồi em quay lại code của em đi, bây giờ test xem có đúng không đã. Quay lại cái code cũ đi. Test xem cái logic của em có đúng không. Mình sẽ học cách debug luôn. Quay lại cái code cũ đi. Mình sẽ học cách debug với cả những cái khối lệnh, nhiều khối lệnh này nhá. Em quay lại cái code L của lấy đi của em đi, cứ viết như L của lấy đi. Rồi. Thì đầu tiên là em chuyển 3, 6, 10 và em thử là vẫn debug theo cách cũ đi. Vẫn debug theo cách đầu tiên đặt debugger đi. Debugger đúng không? Bây giờ chạy đi xem là nó điều kiện nó vào như nào.
Rồi em chạy từng dòng đi. Để. Em mở to cái màn hình code, mở to màn hình code. Kéo kéo chuột về phía đằng kia nó gọn này. Đấy, mở to cái code ra. Rồi em chạy từng dòng một cho các bạn xem. Chạy lại đi em, reset lại. Rồi, debugger bắt đầu từ đầu đúng không? If A lớn hơn B và A lớn C. Thì ở đây A có lớn hơn B không? Có đúng không? Và A có lớn C không? Không đúng không? Thì chắc chắn nó phải xuống eo. Thì em nhảy xuống tiếp đi, nó sẽ phải xuống eo đúng không? Rồi, ok. Rồi nó so sánh tiếp B với C đúng không? B có lớn hơn C không? Không đúng không? Rồi, thì nó xuống eo, nó in ra mắt đúng không? Bây giờ em thay đổi giá trị khác đi xem nào. Bây giờ thay đổi A là 10 đi, C là 3 thôi. Rồi, em thử chạy thử đi xem nào. Bây giờ là A có lớn B không? Có đúng không? Và A lớn C đúng không? Có đúng không? Thì cái đầu tiên nó sẽ vào if đúng không? Rồi em chạy tiếp đi xem nó chạy xuống đâu. Rồi ok, nó sẽ chạy S, nó sẽ không vào eo đúng không? Bây giờ em thay cho anh B bằng 10 đi. Thì nó như nào? A bằng số nhỏ hơn. Rồi, B lớn hơn C này. B lớn C thì nó vào đâu? Nó vào if rồi đúng không? Vâng. Rồi, chạy tiếp theo. Nó sẽ xuống, nó sẽ không ngoài eo nữa đúng không? Ok. Đây là cách đặt debugger. Bây giờ em thử đặt con slot xem. Nếu mà đặt con slot thì em sẽ đặt nha. Để có thể mà mình lấy được cái debug chuẩn. Ví dụ là anh muốn em đặt con slot cho là nó có vào if đầu tiên hay không? Thì em có đặt được không? Em bỏ cái debugger đi. Bỏ debugger đi. Thì bây giờ em sẽ check nha. Thì ở đây mình check con slot thì mình sẽ check đầu if, đầu cái truyền vào if. Ví dụ ở đây em có thể check được là con slot luôn là A lớn B và A lớn C. Em có thể ghi một cái chuỗi check ở trước, ghi cái chuỗi check trước để mình biết được mình đang lốc ở dòng nào. Em ghi một cái chuỗi string check ý. Chuỗi string check ở trước. Đấy, check mũi tên ra. Mũi tên lên. Rồi. Ra ngoài em truyền theo ra ngoài truyền đáp số, truyền vào phẩy. Rồi ok. A lớn B và A lớn C. Thì mình đã check được cái đầu vào của if đúng không? Nếu như mà nó true thì ở đây chắc chắn là nó sẽ phải là true. Đấy, bây giờ em phải chạy xem. Bây giờ mình sẽ check bằng con slot chứ mình sẽ không check bằng kiểu vừa lấy nữa. Là vừa lấy là dùng suộc theo kiểu debugger đúng không? Đấy, thì check đây là false đúng không? Tại sao là false? Em quay lại code đi. A bé hơn B. Đúng không? Thì có phải là A bây giờ là 6 đúng không? A nhỏ hơn B thì chắc chắn là A false. Trước có bài toán mình và người yêu mình rồi đúng không? Ưu tiên đúng không? Bài toán và đúng không? Thì cứ false và true thì vẫn là false thôi. Đúng không? Cứ có false trong này là nó sẽ trả về false. Thì false thì nó sẽ không thực hiện thực thi khối lệnh trong if đúng không? Nó sẽ xuống eo. Thì cách đặt debug với if là mình cứ đặt debug đầu vào trước if để xem là cái khối lệnh mình truyền vào nó có phải là true hay là false. Thì sau này cái logic có thể là logic bọn em truyền với cái biến đầu vào này nó khác, không phải là so sánh tiếp so sánh như này, mà nó có thể là nhiều cái logic chỉ trả về true false luôn, hoặc là cái một cái function nào đấy truyền vào đây là theo cái biến logic true hoặc false. Thì mình sẽ phải check cái đầu vào như này xem là có đúng không,
trước tiên xem đầu vào nó đúng không hay không đã. Đấy, xem nó trả về chung UFO đã thì mình sẽ biết là cái khối đất ít mình có thực thi tiếp hay không. Đấy. Sau này code của mình nó phức tạp hơn thì mình nên đặt code slope như này thì nó sẽ dễ feedback hơn. Đúng không? Còn cái kia là mình nhìn bằng mắt mình có thể ra được là chu UFO rồi. Đúng không? Còn khi mà mình chưa biết là chu UFO cơ. Đấy, như là ABC mình còn chưa biết nó là cái gì. Mình chỉ truyền vào đấy một cái function thôi, điều kiện nó chỉ là một cái function thôi chẳng hạn. Đúng không? Thì mình phải check xem cái đầu vào nó như thế nào. Đấy, check đầu vào thì mình sẽ biết được là nó đi đâu tiếp theo, đúng không? Nếu mà nó là true sẽ đi vào if, mình sẽ có thể là bug đang gặp ở vấn đề đấy nữa, mình sẽ tiếp tục con slope ở if. Đấy, mình biết chắc chắn là true rồi thì mình sẽ tiếp tục mình con slope ở if, đúng không? Thì sẽ tiếp tục là logic chạy tiếp if, còn nếu mà không thì mình sẽ check logic ở dưới em. Đúng không? Nếu mà trả về false mình sẽ đặt tiếp con slope ở dưới em, giả dụ như là hàm của em lúc đấy nó đang trả về false đấy. Đấy đúng không? Thì em lại tiếp tục là feedback đặt con slope ở dưới L, được khối L của mình. Có ai cách có cách code khác không? Sai một C. Sai một C. Rồi chính những cái sai đấy đặt debug mới là hay này em. Em Long chia sẻ đi. Mình gặp những cái sai mới gọi là cần debug đúng không? Còn cái đúng thì mình debug lại không hay. Sai mà mình debug được để mình fix được, mình ra đúng thì mới gọi là hay đúng không? Rồi em chia sẻ tắt mic. Hay là mic của anh nó bị đấy nhá. À, mình quay video cũng chẳng cần mic đâu, đúng không? Nhưng mà không người khác lại không nghe được. Được. Hơi dài dòng thì nhưng mà theo đúng một chút là ít trong ít. Thì ở đây thì em có ba cái biến khai báo là A, B và C. Sau đó em đổi tất cả cái đấy sang số nguyên. Rồi. Đây. Thì cái thằng đầu tiên em nhập nó sẽ là nếu A lớn hơn B và A lớn hơn C trong hai số ít. Thì sẽ A lớn ra là A là số lớn nhất. Rồi ok. Chúng tôi tự thế thì có B và có C. Cái biến thua rồi. Trên ví dụ ấy, trên rồi em cứ tiếp đi, em cứ tiếp. Đấy thì em cũng thử chạy thì nó sẽ có... Đấy thì em... Không, cứ để theo của bạn đi, xong anh sẽ hướng dẫn cách đặt debug xem nó sai ở đâu. Em ra ba trường hợp là A lớn hơn B. Rồi đấy, có những cái trường hợp là B lớn hơn A, B lớn hơn C, và C lớn hơn A, và C lớn hơn B. Rồi. Rồi em chạy thử thì nó ra được A và B, còn C thì tạch. C thì tạch. Rồi ok. Mà em format code lại đi, em ấn format code để cho nó chuẩn khối đi. Rồi em chạy thử xem nó sai đâu. Rồi, số thứ nhất thì em cho là số to nhất là số 6. Số 2 là 1, số 2 là 2, số 3 là 4. Rồi sẽ ra là 6 là số lớn nhất. 6 là số lớn nhất, ok. Trường A. Đúng nhất đúng không? Còn đây là trường B, em phải chuyển đổi lại thì là 1, 6 và 2. Rồi, ok, vẫn 6 là số lớn nhất, đúng rồi. Cái C thì em tách. Rồi, bây giờ C nó sai ở đâu? Bây giờ thì là 1, 2, 6. 1, 2, 6. Không alert ra. Không alert ra, tức là nó sẽ không thực thi cái lệnh alert đúng không? Em quay lại code đi. Tại sao nó không thực thi alert? Đây, đang đoạn, em đang check cho C đây đúng không? Em check cho C đây. Rồi, bây giờ em sẽ đặt cho anh một cái con slope giống như mình vừa rồi. Là đặt đầu tiên ở trên lệnh if đầu vào đầu tiên đã, if chủ đầu tiên. Đặt cho anh một cái con slope ở đấy là check để xem A có lớn hay hơn B hay không. Không, con slope mình phải đặt ở trên if chứ. Sao lại đặt vào đấy được. Rồi. Em gõ slope xong ấn tab, nó sẽ có phím tab đấy. Bây giờ em sẽ là check xem A có lớn hơn B không. Em ghi hẳn cho anh một cái chuỗi string là check A lớn hơn B. Check A lớn hơn B. Rồi ra ngoài em truyền cho anh vào là A lớn B phải ra ngoài ạ. Không, vẫn quay lại code đi. Em chưa test vội. Ra ngoài luôn ạ. Không, ở ngoài dấu string ấy, phải. Đấy, A lớn B ở đấy. Ok, đầu tiên là mình sẽ đặt một cái lốc như này nhá. Thì mình xác định được là nếu mà A lớn B thì nó sẽ vào trong phần thân if đúng không? Thì em comment lại cho anh cái đoạn ở dưới phần thân if. Ấn enter A if A nhận lớn C. Không phải comment. Em ấn enter cái if A lớn C xuống. Em ấn enter xuống. Đấy, ấn đầu dòng không? Không đứng đúng body em. Ấn đầu dòng xuống. Em đặt cho anh một cái comment nào đấy.
Không. Em ấn enter xuống. Em chú thích vào đấy thôi. Chú thích vào đấy là nếu mà đúng thì phải là A đang lớn B đúng không? Ở trên. Dòng trên. Chú thích comment, comment. Comment không? Comment là gì? Sượt. Rồi, A lớn B, nếu mà đúng thì ở đây A đang lớn hơn B đúng không? Đúng chưa? Thì mình đang sai ở trường hợp C đúng không? Thì là nếu mà là A lớn nhất rồi, nó đang sai ở cuối cùng đúng không? Rồi tiếp tục đi. A lớn B sau đó em so sánh với gì? A lớn C tiếp đúng không? Thế nếu mà A lớn C đúng, A vừa lớn B này, vừa lớn C này thì hiển nhiên là A lớn nhất là đúng rồi đúng không? Rồi bây giờ xuống tiếp này, mình sẽ phải L. Nếu mà L của cái này là L của cái trên thì là B, thì có cần phải ít B lớn A nữa không? L của cái này thì là A hiển nhiên phải nhỏ hơn B rồi. Đúng không? L cái này thì là ngược lại của cái ít trên. Đúng chưa? Thì mình có cần phải ít B lớn A nữa không? L không L. L lồng nhau. Đúng không? Xem không? Nếu mà ngược lại của cái A lớn B thì phải là B sẽ nhỏ hơn A. Đúng chưa? Thì em xem đoạn logic đấy mình nên sửa lại như nào. Thì nếu mà là A đã nhỏ hơn B rồi thì mình chỉ cần mang B đi so sánh thôi. Đúng không? Mang B đi so sánh thôi. Đúng chưa? Rồi mang B đi so sánh thì sao? Bây giờ nếu B lớn hơn C thì sao? Bây giờ nếu đây A đã nhỏ hơn B rồi đúng không? Thì em nên so sánh là như nào nhỉ? A nhỏ hơn B thì lên viết là B lớn hơn A đúng không? B lớn hơn C nữa thì hiển nhiên B là số lớn nhất rồi đúng không? Thì em comment cho anh một cái dòng ở trên if đấy. Trên if đấy là comment lại đi. Nếu mà ngược lại thì nó là B lớn hơn A đúng không? Đây là B lớn hơn A đúng không? Đúng chưa? Thì có phải là nếu như mà B lớn hơn C thì phải là B là số lớn nhất rồi đúng không? Hiển nhiên cái độ chỗ đấy đúng nhá. Tiếp tục trường hợp nữa là gì? Sau nếu mà em đặt L ở kia thì sao? Đặt L ở cái đoạn B lớn C đấy thì là ngược lại nó là B nhỏ hơn C đúng không? B nhỏ hơn C thì sao? Đúng không? Tại vì B đã lớn hơn A rồi mà B lại nhỏ hơn C nữa thì hiển nhiên chỉ có C là số lớn nhất thôi. A nó không thể lớn hơn C được vì A nó nhỏ hơn B mà, đúng không? B đã nhỏ hơn A, B đã nhỏ hơn C rồi mà A lại nhỏ hơn B nữa thì C sẽ là số lớn nhất. Chỗ đoạn L của if kìa, L của cái if trong phần L kìa đấy, thì em phải kết luận là C là số lớn nhất chứ, đúng không? Đúng chưa? Trong L em đâu có phần thân của L đâu, em xem lại code xem phần thân của L của đấy đâu. Em nên kích vào cái mũi tên xem là cái phần block của cái if kia nó đặt ở đâu, cái block của B đến C nó đặt ở đâu đấy, thì cái L tiếp theo nó ở đâu, sao lại có một cái block nữa ở trước cái L kia này nhỉ? Em xóa cái đấy đi. Cái L thì mình phải viết sau cái block của cái if, thì mình phải xác định được cái block của cái if nằm ở đâu. Cái L này em viết có đúng không? Em xem cái block của if B lớn C nó làm như nào. Em kích mũi tên đấy, em thấy cái đóng block nó làm ở đâu đấy, đóng block nó làm ở đấy thì L nó phải làm sau cái dấu ngoặc đóng, đúng không? L cũng phải có phần thân của nó chứ. Em viết có thể viết như này cũng được nhưng mà như này nó sẽ rất là dối đấy. Em enter xuống. Rồi, thì đoạn này mình sẽ biết là C là số lớn nhất, đúng không? Rồi thì cái đoạn cuối cùng mình có phải làm được không? Đoạn cuối cùng mình có cần phải viết được không? Thừa đúng không? Em xem nó thiếu một cái block nào rồi. thiếu dấu ngoặc đấy. Rồi đấy đúng rồi, nhưng mà thiếu một cái block của if tổng. Đóng lại. Ok. Format code lại đi xem nó cho chuẩn khối. Mình sẽ nhìn đấy. Ở có phím tắt format code đấy. Không cần phải bôi đen đâu, em format code không cần phải bôi đen nhé. Chỉ cần dùng phím tắt thôi. Rồi bây giờ thử chạy xem nó có đúng không? Em thử chạy đi. Ờ.
6 lớn nhất, ok, tiếp tục đi. Rồi, bây giờ check C đi xem có sai không. Đúng chưa? Đúng hết các trường hợp chưa? Thì mình quay lại code đi, đọc lại code tiếp đi. À, quay lại review code đi. Xem lại một lần nữa. Đúng chưa? Thì bây giờ mình sẽ bật console log đi. Bây giờ sẽ đặt console log thì sẽ nhìn rõ hơn. Em inspect đi, inspect. Một console log. Đầu tiên là mình sẽ check cái A lớn B đúng không? A lớn B for. For thì nó đi đâu? Tiếp tục nhá. Mình sẽ đặt console log từng cái một. For thì nó đi đâu? Em xác định for nó đi đâu? Phô thì nó xuống L đúng không? Thì bây giờ em đặt cho anh một cái lốc trước cái con số lốc trước cái ít B lớn hơn C. Em sẽ check cho anh là B lớn hơn C không? B có lớn hơn C hay không? Check B lớn hơn C. Rồi ra ngoài mình truyền vào B lớn hơn C. Rồi. Mình check lại cái trường hợp ở đấy đi. Chạy lại luôn đi, chạy lại luôn đi. Check lại trường hợp ở đấy. Vẫn check cái test cái trường hợp vừa lấy nhá. Để mình bật con số lốc đi. Có phải test lại nhập lại số không ạ? Nhập lại số mới anh test được chứ. Ra cho B lớn nhất ạ. Cái trường hợp vừa lấy của em là A lớn B không đúng không? A lớn B sai. Thì là cho B lớn hơn A đi. 1 2 này 6 1 ok. Đấy thì là bây giờ nhá, check A lớn B for đúng không? Thì tiếp tục nó sẽ nhảy xuống cái đoạn if dưới là check B có lớn hơn C hay không. Em quay lại code đi. Đúng không? Nó sẽ check là B có lớn hơn C hay không. B lớn C true, nó trả về true đúng không? Trả về true thì hiển nhiên là cái alert của phần thân if nó sẽ in ra là B số lớn nhất đúng không? Bây giờ em đặt tiếp cho anh một cái xem nào. Thì không phải đặt nữa. Ở dưới em chỉ cần ghi cho anh một cái comment ở cái đoạn trên alert C ấy. Em ghi cho anh đoạn đấy, comment ở đoạn đấy. Ở trong eo ấy, em comment trong eo. Ở trong eo thì nó như nào? Trong eo đoạn này là B lớn hơn C không đúng thì là B đang nhỏ hơn C đúng không? Em ấn enter eo lướt xuống để mình hiểu cái luồng của code nhá. Comment cho anh. Thì ở đây sao? Ở đây là B lớn hơn C sai đúng không? Thì là B nhỏ hơn C. B nhỏ hơn C này. Đúng không? B nhỏ hơn C mà nó kết hợp với cả điều kiện ở trên nữa là B đang lớn hơn A này và kết hợp ở điều kiện trên cùng nữa là A lớn B nữa đúng không? Mình chẳng biết nào để cho nhìn ra được C là số lớn nhất. Ở đây là kết hợp với cả B lớn hơn A đúng không? Em thêm vào cho anh thêm cái comment này là B lớn hơn A, phải đi, phải B lớn hơn A này. Mình sẽ so sánh được B lớn hơn A này. Chỗ này B lớn hơn A đang đúng không? Đúng không? B đang lớn hơn A đúng không? Nó đang nhận B lớn hơn A rồi này. Và tiếp theo đoạn này là B lại nhỏ hơn C nữa này, đúng không? Thì số là số lớn nhất. Em đổi cái chiều của cái phím A nhỏ hơn B thì nhìn rõ hơn này. Em đổi vị trí cho A và B đi. Không, cái A B ở sau cái dấu lớn đấy. Đấy. Thì ở đây là A đang nhỏ hơn B đúng không? A nhỏ hơn B và B lại nhỏ hơn C. Nhìn chưa? A nhỏ hơn B nhá, mà B lại nhỏ hơn C thì A không thể lớn hơn C được. Đúng chưa? Nhìn ra này không? A nhỏ hơn B đúng không? Mà B lại nhỏ hơn C tiếp. Em đưa cái B nhỏ hơn C ra đằng sau thì nhìn rõ hơn này. A nhỏ hơn B và B lại nhỏ hơn C. Đúng không? Thì hiển nhiên nó sẽ lấy được A nhỏ hơn C. Đúng chưa? Thì đặt debug nó nhìn rõ hơn nhá. Thì mình sẽ phân tích được cái từng cái tình huống là xem nó vào đến đâu nó đúng không? Thì mình sẽ được một kết quả nào đấy. Mình có thể comment cái kết quả ra nó đang như nào. Đúng không? Thì comment cái đầu tiên là nếu mà đúng thì phải là A lớn B đúng không? A lớn B, nếu mà A lớn hơn C tiếp cái đoạn comment if phần của bạn tiếp nữa đúng không? Nếu mà A C lớn C đúng đúng không? A vừa lớn B lại A vừa lớn C nữa thì hiển nhiên là A số lớn nhất đúng không? Tiếp theo các bạn nếu mà sai thì nó nhảy xuống đây đúng không? Thì là B lớn A thì cũng có thể viết lại là A nhỏ B thì cũng vậy đúng không? B lớn A hay A nhỏ B thì cũng giống nhau đúng không? Thì có thể vào đây là A vừa nhỏ B này, B lại nhỏ hơn C nữa thì hiển nhiên C đó là số lớn nhất rồi. Đúng chưa? Còn cái đoạn này thì như nào? A nhỏ hơn B đúng không? Mà B lại lớn hơn C. Tức là nhà B lớn thì mình sẽ viết theo chiều này, B lớn hơn A và B lại lớn hơn C nữa. Chỗ đoạn ít thứ hai này.
không đoạn ít thứ hai em nên chú thích đoạn ít thứ hai. Đoạn phần eo đấy mình chỉ lấy được một kết quả thôi. Đoạn ít thứ hai này mình mới lấy được hai kết quả này. Đúng chưa? Mình mới lấy hai kết quả để mình kết hợp với nhau. Không ở trong cái phần thân ít, trong cái phần thân ít. Đấy đúng không? Trong phần thân ít này mình mới lấy được hai kết quả nhá. Mình vừa kết hợp được kết quả ở trên là B lớn hơn A, đúng không? B lớn hơn A và kết hợp với kết quả ở đây nữa là B lớn hơn C. Nó sẽ kết hợp với kết quả là B lớn C, đúng không? Thực ra đây là phép và đấy. Phép và đấy. Đúng chưa? Nó là phép và. Phép và mình và người yêu mình ấy. Đúng rồi. Thì có phải là B vừa lớn A, B vừa lớn C thì có phải là B chắc chắn là sẽ phải là số lớn nhất rồi, đúng không? Đấy thì mình sẽ đặt debug, mình check. Sau này có thể là cái logic của mình nó phức tạp hơn. Mình sẽ phải check từng cái. Sao? Rồi em thử chạy thử đi. Thì mình sẽ phải eo tiếp ở cái phần block lớn. A lớn, A nhỏ C thôi. A lớn B nhỏ C. A lớn hơn B nhỏ C. Rồi đi bắt ra. Rồi đấy, lại lại chết rồi đúng không? Nó sẽ lại không chạy vào khối nào rồi. Thì mình sẽ phải eo của cái ít tổng đấy. Em quay lại code của mình đi. Đúng rồi. Eo tiếp đoạn này, nếu mà A nhỏ C thì sao? A nhỏ C thì mình kết hợp được mấy điều kiện. Phần thân của eo của em đâu, phần thân đâu. Em viết như thế kia, không nên viết như kia nha. Trong eo phải có phần thân chứ, phần thân của eo ấy. Mình không nên viết kiểu tắt như thế nhá. Ấn Enter xuống luôn là nó sẽ xuất hiện ngoặc nhọn luôn. Rồi. Rồi nếu như mà eo này thì sẽ là sao? A nhỏ hơn C đúng không? A nhỏ hơn C thì như nào? Kết hợp với điều kiện ở trên là A đang B đang nhỏ hơn A đúng không? À B đang lớn hơn A này. B lớn hơn A nhưng mà A nhỏ hơn C. A nhỏ hơn C thì sao? Đúng không? So sánh bắt cầu đi, em thử comment một cái bắt cầu nào đấy cho nó ra được đi. Em cứ comment hai cái phép tính đấy lại, hai cái kết quả lại lại. Hai kết quả lại mình sẽ nhìn ra số nào số lớn nhất. A lớn B là đầu tiên. Đúng chưa? Và ở đây là A nhỏ hơn C. A nhỏ hơn C nữa. Thì mình có kết luận được không? B nhỏ hơn A, B nhỏ C dễ hiểu. B nhỏ hơn A chứ phải eo nào. Nhỏ hơn A này, sau đó C lớn A có A nhỏ hơn C. Đấy như vậy thì nhìn dễ không? C lớn hơn nhất. C có lớn nhất được không? Đúng không? C đã lớn hơn A rồi mà A lại lớn hơn B nữa đúng không? Thì hiển nhiên C là số lớn nhất. Đúng chưa? Đấy ghi này ra cho dễ hiểu, mình sẽ ghi theo một luồng một chiều nào đấy thì mình sẽ dễ hiểu đúng không? Để mình so sánh. Thì đoạn này A lớn ra cái gì? Em bỏ cái A nhỏ C ngoặc tròn ở đây đi. Ngoặc tròn đấy nó có nghĩa gì đâu? Em bỏ vào đây nhá. Bây giờ em phải alert ra một kết quả nào đấy chứ. Rồi ok, bây giờ em thử chạy lại xem. Test hết được các trường hợp chưa? Đây là C số lớn nhất, A lớn B. Số đầu tiên lớn nhất. Số đầu tiên là A lớn B. Cứ test hết, bây giờ test hết các trường hợp đi. Đầu tiên lớn nhất. Đầu tiên nhỏ nhất này. A lớn nhất này, số 3 nhỏ đây. 6 nhất đúng đúng không? Ok. A lớn nhất. Số lớn nhất này. Ừ. Chiều C. Nó vẫn ra số lớn nhất là sao? Em thấy là một cái là A là 2, B là 1, X là 0. Anh ơi, em vừa rồi em kết thúc. Sao? Em vừa, em vừa ra 6 tờ cách khác. Ok, thế là đúng hết rồi không? Đúng hết rồi đúng không? Rồi Đức thử xe lại xem, Đức xe lại xem nào. Rồi rồi, bài của Long thế chuẩn rồi đúng không? Đấy, mình sẽ phải fix bug hết các trường hợp đúng không? Phải test hết các trường hợp thì mới ra được cái code của mình có chính sai hay không? Thì khi sai ở đâu mình phải biết là nó đang bug ở dòng nào, mình phải đặt bất ở dòng nào, biết đặt bất ở dòng nào. Nhưng một cách của kia là ngắn gọn nhất rồi, gọi là thì nó cũng
cũng ở trên con đầu eo ít và dưới con đầu eo ít nhưng mà nó rồi không ok hiểu. Thì em vẫn là đặt là số thứ nhất, số thứ hai, số thứ ba đúng không? Vâng. Rồi ít số thứ nhất. Không, nhưng mà nó cũng là ở trong ít của eo, ít eo và ở trong eo của ít eo giống như cái mẫu ấy, nhưng mà cái kia nó dễ hiểu hơn. Số thứ nhất lớn hơn số thứ hai và số thứ nhất lại lớn hơn số thứ ba. Xong đó em sẽ lấy gì đây? Số thứ hai lớn hơn số thứ ba. Thì là cứ rút ra luôn là số thứ nhất. Còn nếu mà ở trên số thứ hai đã lớn hơn số thứ ba rồi thì là eo thì nó sẽ là mình cứ lớn luôn là số thứ hai. Đầu tiên là em lại lấy số thứ nhất lớn hơn số thứ hai này và số thứ nhất lại và lớn hơn số thứ nhất lại lớn hơn số thứ ba thì hiển nhiên là kết luận được luôn số thứ nhất là lớn nhất rồi đâu nữa, đúng không? Đúng không? Nếu mà em đã ít như thế kia thì nếu vào ít này thì chắc chắn là số thứ nhất phải là số lớn nhất rồi. Thì ít làm gì nữa? Em lớn hơn rồi em còn ít làm gì nữa? Đúng không? Em nghĩ bỏ eo đi, cứ ít hết đi cho nó dễ hơn. Thì đoạn sau để em lấy cái gì nữa? Đoạn trong thân ít này em còn xử lý cái gì nữa? Đúng không? Trong thân ít là mình xử lý thêm nạc thừa đúng không? Không cần phải xử lý gì trong này cả nữa. Tại vì mình đã so sánh thế kia rồi thì phải kết luận luôn được số thứ nhất rồi. Lớn hơn là số lớn nhất rồi. Đúng không? Chỉ có xử lý tiếp là xử lý phần eo thôi. Đúng không? Xử lý tiếp chỉ xử lý phần eo này thôi. Chứ còn mình cốt như này là thừa này. Rồi. Như ví dụ trường hợp nào? 9 giờ. A nhỏ hơn B. A nhỏ hơn B nhỏ hơn C. A nhỏ hơn B thì A nhỏ hơn C. Thực ra thì em cốt như thế nó chạy đúng nhưng mà nó bị thừa đấy. Vâng. Em quay lại cốt của em đi, anh xem cách. Bởi vì cái trường cái đoạn ít này em có dùng không? Anh nghĩ đoạn ít này em không dùng luôn này. Bởi vì là cái ít dùng để mà cho nó nếu mà đường ấy nó nhảy xuống eo ở bên dưới. Không, nhưng mà cái đoạn ít eo ở trong này em có dùng không? Em nghĩ là có cần đến đâu. Nhưng mà thế mà không có thì em sẽ... Cái đoạn này em chỉ dùng cái đoạn đầu tiên. Bây giờ em có thể đặt con slope cho anh cái phần xem nó vào ít như nào nhá. Bây giờ nó in ra số lớn nhất là số nhất. Bây giờ em đặt cho anh cái con slope ở cái trên cái alert của cái ít đầu tiên ấy. Và đặt tiếp cho anh một cái eo ở... Đặt cho anh một con slope là có vào eo hay không? Và có vào ít hay không? Con slope ở dòng này có slope ở trên cái alert đấy. Nó không vào cái ít đấy. Mà sao được? Có vào chứ em. Vẫn có khả năng nó vào. Bởi vì... nó vào nhưng mà... Nếu mà trường hợp nó sai thì sai thì nó lại... Vẫn in số thứ hai là số lớn nhất là như nào? Trường hợp nó sai nhỉ? Hai chỉ xóa eo đi. Rồi em cứ đặt lốc đi, lặp lốc sẽ nhìn thấy thôi. Bây giờ mình sẽ đặt lốc đi. Bây giờ em đặt lốc cho anh là số thứ hai lớn hơn số thứ ba đúng không? Số thứ hai lớn số ba thì nó sẽ vào đúng không? Thì anh đặt, em đặt cho anh ở trên ít đi, trên ít đi, đặt lốc ở trên ít đấy. Mình sẽ check số thứ hai và lớn hơn số thứ ba. Đặt lốc ở đây à? Lốc cho anh là check. Check số thứ hai lớn hơn số thứ ba. Làm đúng rồi anh ạ, đúng rồi, vẫn vào đấy. Vẫn vào mà, tại vì là bạn sẽ còn có số thứ hai và số ba nhập vào nữa. Số thứ nhất lớn số thứ hai, số thứ nhất lớn số ba. Đúng rồi, vẫn vào đấy và ông đấy. Ít kia số thứ hai lớn số ba thì đúng rồi. Còn phụ thuộc vào số thứ hai và số thứ ba nữa đúng không? Số thứ hai là gì? Rồi em cứ check đi, check số thứ hai lớn hơn số thứ ba. Em biết một chuỗi stretching ở đằng trước là check. Chuỗi stretching. Check là số thứ hai lớn hơn số thứ ba. Em viết hẳn là số thứ hai lớn hơn số thứ ba. Viết liền thôi cũng được, không cần phải viết dài đấy đâu. Viết như cái biến của em ấy. Cái này chỉ là một cái chú thích để mình có thể nhìn thấy cái lốc đang ở dòng đấy. Sau này ví dụ như là cái lốc này, cái biến nhìn vào mình nó luôn chẳng hạn, thì mình vẫn biết là cái lốc này nó đang chạy ở dòng này. Đúng không? Nếu mà cái biến đằng sau mình truyền vào nó value của nó bị luôn thì sao? Hoặc nó không có giá trị gì cả, mình sẽ không biết được ở dòng nào đâu. Đấy, đằng sau mình sẽ truyền vào số so sánh luôn. Truyền cái phép so sánh số thứ hai lớn hơn số thứ ba của em ấy. Nếu kiểm tra để xem nó vào ít hay không ấy,
xem nó có true hay false. Em truyền cho anh một cái số thứ hai lớn hơn số thứ ba vào. Phẩy đi, phẩy ở cái đoạn string đi. Phẩy. Đấy, em sẽ số thứ hai lớn hơn số thứ ba. Bây giờ mình sẽ truyền value chứ không phải là string nữa. String nó chỉ in ra string thôi. Không, em phải truyền biến nó chứ. Bây giờ là truyền biến. Phẩy truyền biến. Phẩy đi. Bây giờ là biến thật của em luôn này, số thứ hai lớn hơn số thứ ba. Đấy thì như này thì nó mới ra được true hay false. Đấy, nó sẽ check được ra true hay false này. Rồi bây giờ em chạy đi, chạy mình sẽ lấy cái trường hợp này nhá. Số thứ nhất là số lớn nhất đúng không? Nhập vào số lớn nhất là số to nhất. Đầu tiên số to nhất à? Ừ, thì nó mới vào đây ít đấy chứ. Số thứ hai là số thứ hai lớn hơn số thứ ba. Rồi bây giờ anh bật con slope lên. Rồi, con slope. Đây, số thứ hai lớn hơn số thứ ba thì là true đúng không? True thì quay lại code của bạn đi. Quay lại. Thì có phải là nếu mà là true thì nó sẽ alert ra là gì? Số thứ nhất là số lớn nhất đúng không? Nhưng mà đoạn này có cần phải so sánh số thứ hai với số thứ ba nữa không? Bởi vì là để nếu mà nó còn chạy sóng eo, ví dụ không có số thứ hai mới so sánh số thứ hai cả số thứ ba thì là vẫn phải so sánh anh ạ. Thì mình ví dụ không biết là số thứ hai, số ba, số nào lớn hơn để mà mình cho vào eo. Không phải vẫn phải so sánh thì mới biết được cái số lớn nhất là số như nào nhỉ? Ví dụ mà em không biết rằng số đầu lớn hơn cả hai là gì? Số đầu lớn hơn cả hai rồi em cần phải so sánh hai số đấy nữa. Có ý nghĩa gì không nhỉ? Ví dụ em không có cái dòng này thì là cũng không biết số thứ hai hay số thứ ba là số lớn nhất. Bỏ cái ba trên đầu. Nhưng mà số thứ nhất nó lớn hơn cả hai rồi mày. Số thứ nhất đã lớn hơn cả hai số rồi. Vấn đề có tâm hai là thứ hai cho bạn vì trong khi thứ nhất là lớn nhất rồi. Đúng rồi, có nghĩa là em lớn hơn trên thì cái đoạn này em lại so sánh thêm nữa thì có cần thiết phải như vậy không? Nhưng mà nếu mà rút gọn thì là sẽ rút gọn bước nào để em thử chạy. Đấy nhá, bây giờ nhá. Em nhập nó vẫn in ra, cái đầu tiên là vẫn in ra số thứ nhất là số lớn nhất này. Nhưng mà thực ra cái eo của em này không bao giờ vào này. Đúng không? Nếu mà sai thì nó in ra số thứ hai á. Bây giờ em nhập trường hợp sai nhỉ? Em nhập trường hợp sai cho anh xem nào. Bây giờ số đầu tiên vẫn là số lớn nhất. Nhưng mà cái số thứ hai sẽ nhỏ hơn số thứ ba, xem nó vào đâu. Xem vào đâu. Nhưng mà vào eo tại sao lại in ra số thứ hai là số lớn nhất? Đây em ví dụ nhá. số này là số lớn nhất này. À, số to nhất là số đầu tiên. 9 số thứ hai là số nhỏ nhất. 6 ạ. 1 thì. 1. Xong rồi số thứ ba số 6 đúng không ạ? 6. Ok. Chạy nào. Đấy, sai chưa? Đúng không? Tại vì cái if đầu tiên của mình đã biết được cái số lớn nhất là số thứ nhất rồi mà bây giờ em lại check tiếp ở trong này nữa thì là thừa và từ vừa thừa vừa sai đúng không? Đoạn này chỉ kết luận luôn là số thứ nhất là số lớn nhất luôn, chỉ có xử lý tiếp theo ở phần eo thôi đúng không? Chỉ có xử lý tiếp theo của phần eo của em. Eo của em xử lý nào thì xử lý tiếp đúng chưa? Rồi đấy thì về ít lồng nhá, còn ít bậc thang thì không có gì khó cả đúng không? Tiếp tục còn slide của mình còn cái số ít cây nữa cơ, mình sẽ tiếp tục nha. Rồi anh em học biết cách debug với if nhá thì mình phải biết xem nó chạy vào đâu. Mình sẽ cứ check cái đầu vào của mình ấy, true hay false ở chỗ nào thì nó sẽ biết nó đi đâu tiếp theo. Rồi về ít bậc thang thì chủ yếu là mình với những cái điều kiện như là nó tương đương, điều kiện tương đương nhau. Ví dụ là cái bài toán tính điểm đúng không? Cứ điểm lớn hơn 90 hay điểm nhỏ hơn 80 thì nó sẽ in ra một cái dòng lệnh nào đấy. Ít bậc thang thường là đấy, các lệnh này thường nó là tương đương nhau, nó không cần phải phụ thuộc vào điều kiện trên. Thì mình dùng ít bậc thang. Thì cứ sai là nó sẽ nhảy xuống cái ít tương đương dưới thôi. Rồi, thì các lỗi thường gặp nhá, các lỗi thường gặp với email này. Thì cái đoạn này mình có đọc ra được lỗi không? Đoạn này anh thấy hình như cái slide này cũng sai sai gì vậy? Anh chả thấy có vấn đề gì với cái email này, với cái if này. Anh em có thấy nó sai cái gì không? Anh thử có vào nhá. Không khai báo như nào? Không, họ chỉ nói là không hiển thị
đoạn này là đoạn mã sau sẽ thực thi sai, không hiển thị area nếu radius lớn bằng 0. Radius ở đây coi như là có rồi. Cái area từ phải báo là phải led hay là cái gì? Không, ở đây không, ý họ là sẽ có rồi, tức là những cái biến này mình đã khai báo rồi. Đây nhá, bây giờ anh code lại nhá. Code theo cái đéo if này. Thì coi như ở đây biến đã khai báo rồi, net radius này. Net radius. Net con. Mình dùng thằng để khai báo cái thằng pi á, pi bằng 3.14 này. Ok. Thì ở đây check nhá. Check radius lớn bằng 0 đúng không? Thì theo code của họ là mình sẽ không có phần thân. Đúng không? Thì vẫn phải có một cái area. Next area. Này. Thì lốc luôn sao nhỉ? Lốc ấy lốc luôn này à, tính đã. Tính thì là area bằng này. Radius nhân với radius r bình đúng không? Nhân 3.14 đúng không? Nhân pi. Nhân pi như này. Sau đó lốc ra area. Lốc ra diện tích bằng đúng không? Rồi. Area cộng với area mình hay truyền theo value, mình truyền phải đi, không truyền cộng nhé. Rồi thì như này thì anh thấy nó cũng đâu có sai ở đâu đâu. Họ bảo là mã sau từ sai không hiển thị area. Sao em? Không có ngoặc bạn. Đây nhá, thử không ngoặc nhá. Đây, area undefined đây rồi. Area undefined. À đây mình đã chưa có radius. Radius mình cho bằng radius bằng 5, đúng không? Đây, radius vẫn tính được nhá. Nếu mà thêm một câu lại trong phân nữa thì sao? Không, ít viết thế này vẫn được mà. Nhưng mà nó hai lại thì không được anh. Hai lại thân thì làm sao được? Họ bảo là cái đoạn mã này thực thi sai nhưng anh đâu thấy có sai gì đâu. Vâng, có nghĩa là ý họ là phải có hai lại. Nếu mà kia là hai lại trong thân thì sai. Đúng. Viết nhầm cái con select kia là lại con select cái này ngoài nó nhìn rồi mà. Ừ. Ví dụ anh cho thêm một câu lệnh nữa trong đấy nó sẽ sai. Đâu, ví dụ thêm lệnh này nhá. Diện tích bằng cái gì nhân cái gì đấy. À. Em bỏ cái con select kia đi. Em bằng diện tích cộng mấy đấy. Area bằng gắn giá trị luôn đi, bằng 6 đi. Như này á, như này em nghĩ là sai đúng không? Như này thì gắn lại area còn đâu nữa. Ví dụ anh trong ít em làm một cái lệnh gì đấy nữa thì nó sẽ không. Anh tạo hẳn một trong cái lệnh đấy. Có nghĩa là area 2 thì anh cho là 7. Ừ. Rồi không, không có giống hoàng, chỉ có một lệnh bên trong mới không dùng được giống hoàng. Rồi ok. Bây giờ anh cho area 2 đây nhá. Area 2 bằng 6. Đúng chưa? Vâng. Thì vẫn chỉ có lốc là area rồi đúng không? Vâng. Area vẫn 78.5, đâu có sai gì không? Đúng. Bây giờ anh comment area 2 này. Vẫn 78.5. Như nào ý em là ý hơn là nhỉ? Ý cái bài của nó là chỉ dùng dùng ngoặc khi có hai lệnh trở lên, còn không dùng ngoặc khi có một lệnh thì đấy, đây ý nó như vậy đây. Không, anh thấy cái đoạn này thấy sai. Giống ngoặc đấy anh, có nghĩa là giống ngoặc thì không dùng giống ngoặc khi nó chỉ trong thân ít chỉ có một lệnh. À có nghĩa bây giờ anh thử lệnh, nếu mà lệnh hai không được thì anh thử cần số lốc cả cái area 2, nếu mà không được thì nó làm không được. Rồi ok. Thế nên vẫn được. Sợ thế bợ lần 2 nó không, anh bảo lần 2 nó không được không? Thì cái lần 2 bây giờ anh làm thế nào trong cái này, trong cái thân ít kia nó phải liên quan hai cái lại liên quan nhau thì anh console ra thì ví dụ anh area 1 cộng area 2. Rồi, bây giờ anh cho area 2 bằng area 1 là được cái gì? 1 cộng bằng area 1 cộng mấy? Đấy bằng area cộng với bao nhiêu đấy đi. Cộng 1 xong anh in cái area. Bây giờ anh thử lốc cái 2 nhá. Không, sân 2 1. Rồi cứ thử lốc cả hai cái đi. Thêm một dòng nữa. Nhưng mà anh muốn bền lốc area 2 hay bây giờ anh lốc cả hai cái thì biết ngay. Đây bây giờ anh lốc cả cái 2 ra đúng không? Được chưa? Xong bây giờ anh ngoặc vào nó sẽ khác nhau như nào? Rồi. Đâu anh thấy đâu có khác gì đâu. Là 3 đúng không? Đây là area 2 đây, area 2 đây. Area 2 đây. Cái lệnh 2 nó sử dụng như có L.
Đoạn này anh thấy là đoạn này thấy không hợp lý, anh thấy không hợp lý, anh thấy nó vẫn chạy được mà. Đoạn này sao em? Nếu thêm một cái lệnh if eo khác ở bên cái dòng code anh vượt code thì có bị nhầm lẫn không ạ? Không, nhưng mà ý của họ ở đây là gì? Đoạn mã sau đứng sai không hiển thị area cơ mà. À, ừ, thì anh bảo là cái đoạn này anh đọc đấy không đúng. Đúng rồi, nếu mà viết thế này là đúng nhưng mà họ viết sai, nhưng mà ý của họ là phải là cần bổ sung ngoặc. Đây, đây là cần bổ sung ngoặc, nhưng mà anh thấy là bổ sung ngoặc với cả không ngoặc nó đâu có khác gì nhau đâu. Đúng không? Đây bảo cần bổ sung ngoặc này đúng không? Thì anh thấy đoạn này nó không đúng. Đây anh bổ sung ngoặc với cả không ngoặc nó không khác gì nhau cả. Đấy. Bây giờ em bảo anh ngoặc với hay không ngoặc thì nó vẫn ra kết quả như nhau mà. Anh bỏ ngoặc đằng sau nó chạy ngoài. Vẫn chạy chứ em? Eo thì vẫn chạy mà. Eo này đúng không? Ờ, eo không có này. À có chứ. Eo không cần phần thân nhá. Bây giờ anh đưa thằng eo này xuống này. Anh đưa thằng eo xuống đây. Eo ngược lại điều kiện trên. Điều kiện trên thì bây giờ mình cho cái thằng radius này sai đi. Cho radius này trừ 5 đi. Đúng không? Nối này. Sao? Aria này có kết quả đâu? Aria này không có kết quả. Bây giờ anh gán cho Aria này bằng mấy đi? Aria bằng 5 đi. Thì không không cho cộng nữa, không cho cộng nữa. Bởi vì cái Aria này ở trên nó đâu có gán giá trị nào đâu đúng không? Mình cho gán phép cộng này là sai. Aria bằng Aria cộng 1 đi. Aria tăng tăng lên 1 đi. Đúng không? Aria cộng cộng đi. Sorry anh nghe điện thoại cái. Ai gọi? Okay. Không chạy được, không chạy được lệnh eo này rồi. Không chạy được lệnh eo này nhá. Đúng rồi. Không chạy được lệnh eo. Vì nó nói như vậy, nó từ hai, ví dụ có một lệnh thì anh cầm eo thẳng đi được, không cần ngoặc. Nhưng cần hai lệnh là phải có ngoặc. Nhiều khi mình là... Đây đây đúng rồi, đúng rồi. Đây này. Ý của cái bài nó viết như vậy nhưng nó viết sai. Ừ, đây này, nếu mà anh bỏ cái này đi lại được này, lại eo lại được này. Đúng rồi thì. Đúng chưa? Anh bảo đây trong anh chấm phẩy. Không không phải, không phải do chấm phẩy nhá, tại vì thằng JavaScript nó không cần chấm phẩy nhá. Không cần chấm phẩy nhá. Nhưng mà nó vẫn báo lỗi bởi vì là đây là dòng lệnh thứ hai này, dòng lệnh thứ hai là không được này. Khi mình bỏ ngoặc đi không được này. Trong cần if từ hai lệnh trở lên là phải có ngoặc. Đúng rồi, tức là từ hai lệnh trở lên. Ý của Hưng nói như vậy là đúng ấy. Thì các đoạn đấy mình hiểu là nếu mà mình viết như này thì được này. Viết thiếu cái thằng soạn ra đấy. Viết như này thì này được này. Đấy, viết như này được này. Thì nó không lỗi nữa này. Đấy. Đúng chưa? Đấy. Thì đoạn đấy mình hiểu là ở trong này có hai lệnh này thì mình phải dùng ngoặc này. Hai lệnh trở lên là mình dùng ngoặc. Đấy, đoạn đấy là mình sẽ hiểu như vậy. Nhưng mà viết như này thì sẽ không rất là khó hiểu đúng không? đâu có sai đâu, cái này đâu có sai đâu. Đúng không? Rồi. Bây giờ đến đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai thì như nào? Đoạn thứ hai thì nếu đặt chấm phẩy ở đây thì như nào? Cái này vẫn thực thi á. Cái này thì vẫn thực thi, nhưng mà thực ra là nó không đúng với cái if else thôi. Đây nhá. Đây. Thì nó vẫn thực thi ra kết quả. Vẫn ra được kết quả đấy. Nhưng mà thực ra nó không đúng. Đây kết quả vẫn ra 7, 8, 5. Cái khối lệnh này vẫn thực thi. Đúng chưa? Nó vẫn thực thi nhưng mà thực ra nó không phải là do cái if này. Mà nó chỉ chạy cái lệnh này thôi. Đúng không? Còn cái if này thực ra là khai báo ở đây không dùng. Đúng không? Chấm phẩy ở đây nó ngắt lệnh rồi. Đấy thì mình lưu ý nhá. Lưu ý cách viết này. Cái chạy cái này nó vẫn chạy nhưng mà thực ra cái if này không dùng đến. Sao nó nhân nó không? Tức là hai cái này không liên quan đến nhau cả. Nhưng mà nó nhân sai. Không, vẫn đúng.
kết quả vẫn đúng, nhưng mà thực chất là nó không liên quan gì đến thằng này cả. Đây comment thằng ít này đấy, nó vẫn ra, tức là cái thằng ít đấy nó chả liên quan đến thằng ở dưới cả, chả liên quan. Đây nó không phải là phần thân của ít, đây nó không phải là phần thân của ít. Đấy mình viết cú pháp chấm phẩy như này, nó ở đây nó không phải phần thân của ít, nó chả liên quan đến cái việc mình check điều kiện cả. Rồi, mình tiếp xuống dưới nhé, lỗi thứ ba. Cái này chỉ là thừa thôi, đúng không? Thừa thôi, đúng không? Viết hơi dài dòng thôi. Thì nếu mà trước mình, ở trước, cái bài trước mình cứ là even có giá trị rồi thì nó sẽ là true rồi, đúng không? Even có giá trị nó sẽ là true rồi, thì không cần phải so sánh even bằng true nữa. Đoạn này ý là như vậy nhé, even là có giá trị rồi thì mình không phải so sánh với cái đoạn even bằng true nữa, nó thừa. Thì cần if event như này là hiện tự hiểu là true rồi. Rồi, lỗi thứ tư này. Như này đấy nhỉ? Nếu mà y lớn hơn g và y lại lớn k. Con slope a. Như nào nhỉ? Y ở đâu, k ở đâu, xin à rồi. Người ta không biết là L là của thằng nào. L của thằng ít trên là ít dưới. L của thằng ít trong. Rồi bây giờ thử nhá. Người nào không hiểu. Không, cứ thử đi xem nó sai như nào. Các bạn nhé. Rồi, bây giờ như nào? Như này, bây giờ có cái y nào đấy ở trên đi, let's y bằng 1 đi. Rồi, let's nếu mà lớn hơn g đúng không? Let's g bằng cho cái này 2 đi. Cái này là 1. Rồi. Thêm thằng k nữa nhá, let's k bằng 0. Như này thì sao? Thì đúng là y lớn g và y lớn k đúng không? Xem nó lốc ra cái gì. Lốc ra a. Thì bây giờ sai đi nó xuống eo xem là eo của thằng nào, đúng không? Sai thì là bây giờ cho thằng y là 3 đi, y nhỏ k đúng không? Y nhỏ k, bây giờ cho check y với k đã, check y với k đã thì nhà b thì nó nhà nó in ra cái đồng thứ hai. Bây giờ y nhỏ hơn gì thì sao? Y nhỏ hơn gì thì sao? Không in được. Không, mình đang theo cái bài của họ mà. Đây đang theo cái bài này mà. Y nhỏ hơn gì nó không có gì thì eo của thằng thứ hai à, nó do cách người ta biết bởi vì thằng y đầu và thằng eo nó giống cùng hàng này. Đúng không? Giống cùng hàng nhưng mà nó vẫn là eo của thằng trong, đúng không? Lúc đọc thì nó thì nhìn thì có vẻ là như là eo của thằng ngoài, đúng không? Nhưng mà thực ra nó là eo của thằng trong. Thì ý là như vậy, đúng không? Thì cái lỗi của mình, đúng không? Đây, viết thì tương đương với eo ở ngoài. Mình không biết được luôn, tại vì cốt của mình trên cây huyết thông này. Thế thì bỏ xử luôn cái thằng ít thứ hai đi, ví dụ cho ít y nếu được gì và y nếu được ca. Không biết được luôn, tại thằng huyết thông này nó bắt phải biết đúng dòng luôn này. Đấy. Đấy, thì mình nhìn có vẻ là nhà eo thuộc cái ít trên đúng không, nhưng mà thực ra nó là thuộc cái ít này, thuộc cái ít trong này đúng không? Tại vì viết không có phần thân này nhìn rất là bị dễ lú đúng không? Đúng ngay, đúng không? Đây thì thực chất nó phải eo, nó phải thuộc cái if này đúng không? Chứ không phải là eo của if này. Đấy, nhìn nó sẽ bị lú đúng không? Cái gì vậy? Anh nhìn đâu nhỉ? Alo ạ? Có ạ, vẫn hai cô nhé. Rồi, thì cái đoạn tiếp theo là mình không lên so sánh cái số thập phân nhé. Đoạn này anh em đọc có hiểu không?
Hiện tại chưa nhá. Bây giờ anh cứ thử check vào đi nhá, xem có xem phải như vậy không. Bây giờ nhá. Bây giờ mình cứ bây giờ let theo họ là let x bằng trừ dần đi đúng không? Let x khởi tạo bằng là 1.0. 1.0. À, let x bằng 1.0. Bây giờ trừ dần đi, 0.1. Trừ tiếp 0.1. Bây giờ anh thử log ra đã. Mình log ra. X check nào nó true hay false thì log ra là truyền vào đây là x bằng à, nếu mà trừ đi ra là 0.8 đúng không? 0.8 nhỉ. Thì vẫn là true đúng không? Chứ chưa thấy sai gì cả đúng không? Bây giờ anh trừ tiếp phát nữa. False này. Đấy chưa? Đấy thì phép trừ với số thập phân nó sẽ không ra kết quả đúng. Đấy à, nó đúng với trừ đi 2 phát thì đúng nhưng mà trừ đến phát 3 là sai rồi này. Anh trừ phát nữa xem. Đấy à, vẫn phù rồi này. Đấy chưa? À? Đấy chưa? À? Nên mình sẽ không so sánh theo cái kiểu là số thập phân. Cơ phải chuyển thành 0.6 mới check được chứ. 4 phát thì chuyển thành 0.6. Đây là số phân này nó quy đổi như này. Chứ đổi như là nó sẽ không đúng. Đến số 7 sai rồi đây. Đây nhá. Đến số 2 lúc đầu thì đúng nhá. Lúc đầu như này thì đúng. Lúc này là ra 0.8 đúng không? Nhưng mà nếu 4 cái 0.1 thì anh phải để 0.6 thì mới đúng biết chính xác được. Nếu mà để 0.7 thì bạn tính nhớ sai rồi. Đâu anh trừ đi 3 cái mà. Anh trừ đi 3 lần đây đúng không? À không, được rồi, bây giờ anh 0.7 đây đúng không? Từ đây đã full rồi này. Từ đây đã full rồi này. À vừa lấy anh chưa sửa lại thôi thì anh ý anh là từ đây đã full rồi này. Đấy, bây giờ 0.1 nữa thì anh phải so sánh với 0.6 đúng không? Nếu mà đúng nó phải là true đúng không? Nó full mà. Nó đúng không? Được chưa? Đấy đúng kết quả nó phải là true. Nếu mình nhìn bằng mắt thì đúng nó phải là true đúng không? Đúng không? Nhưng mà nếu mình đưa cái này vào if là sai này, sai lè đúng không? Đúng chưa? Nếu mình đưa cái này vào if là sai đúng không? Thì ở dưới này anh thấy có một cái đoạn là họ khuyến nghị là mình dùng cái epsilon. Nhưng mà không biết là có dùng được không. Epsilon cái mat.abs này là giá trị tuyệt đối ấy. Cái hàm này là lấy giá trị tuyệt đối này, cái hàm mat này là hàm xây dựng của thằng GS nó xây dựng này. Thì anh thử nhá. Anh thử so sánh xem nó có lấy được true nhá. Thì anh nhớ không nhầm là có cái thằng là less epsilon nó phải lấy trực tiếp qua lớp number là thì chuẩn hơn này. Net y bằng number chấm epsilon này. Bây giờ anh log cái thằng epsilon này ra, log thằng y này ra. Lỗi y nhá, xem có thằng epsilon nó ra. Đây, epsilon này, đây là số epsilon này. Số cái epsilon vừa lấy khai báo vừa lấy anh thấy nó không đúng lắm. Rồi bây giờ nếu mà if max của ABS này truyền cái x vào đúng không? Trừ đi 0.5 nhỏ hơn epsilon. Đó. Bây giờ anh thử nhá. If này. If của x đúng không? Bây giờ mình đang trừ đi 0.4 đúng không? Trừ đi à phải có hàm max. If max max này chấm ABS này trị tuyệt đối này của này x trừ đi 0.4 nhỏ hơn epsilon, nhỏ hơn epsilon à, nhỏ hơn y chứ, nhỏ hơn y rồi thì nó đúng thì nó phải vào đây đúng không? Lốc ra đúng thì vào y. Không đúng rồi, không thấy vào. Thử đi trừ đi 0.5 nhé. Trừ đi 0.1 nữa. Có lẽ phải nó đúng đến tận 5 thì mới đúng được. Đây là đúng thì vào if này. Nó chỉ đúng đến 0.5 thôi. Đúng không? Thử dùng cái epsilon của họ nhé.
thử dùng cái epsilon của bài này nhé. Xem. Epsilon tận 2 phần mấy mà sao lại sai. Thử dùng cái epsilon này xem nhé. Bây giờ thử dùng cái epsilon này. Con thì cũng vậy thôi, không có khác gì nhau đâu. Cái này anh đổi con thì vẫn được. Con là giá trị không thay đổi. Thằng số rồi mà. Ê, ví dụ anh cho nhỏ hơn epsilon đây nhá. Epsilon. Cái này anh lốc ra epsilon thì nó ra vẫn là như vậy thôi. Lốc ra epsilon. Đây epsilon là 1e trừ 14. Thì đoạn này vẫn đúng này, vẫn vào ít này. Nhưng anh chỉ thử trừ đi 0.4 này. Không có vào. 0.4. Thì đoạn này mình là cái xử lý 4 lần rồi đúng không? Thì không thấy vào. Vẫn vậy rồi, vẫn giống nhau, hai cái epsilon này giống nhau đấy. Chỉ đúng đến 0.5 thôi. Thế kia khoảng từ 0.3 đến 0.5 rồi mất. Đấy thì so sánh khuyến nghị như vậy nhưng anh thấy chỉ đúng được đến 0.5 thôi. À, bây giờ anh thử ba cái nhé, xem có vào không. Thì trừ đi 3 lần. Đấy. Thì cũng vẫn không thấy vào luôn. Từ 5 trở lên thì mới so sánh, bây giờ trừ đi 0.1, trừ đi 0.1, trừ đi 0.1. Làm bị mất 5 lốc. Trừ đi 0.1 này, trừ đi 0.1 mấy lần. Đấy là trên anh hiểu không này, đấy cái số nào đây đúng không? 1 2 3 4 5 6 lần đi, trừ đi 6 lần đi. 0.1 bây giờ thêm 0.6 ở đây đúng không, xem nó có đúng không, nó có vào được lại không vào. Thật đấy, chỉ đúng với 0.5 thôi à. Không phải, chưa thấy vào này. 0.5 ở đây thì lại không, đây là anh đang so sánh với epsilon. Epsilon là cái ở trên đó, cái đấy 1e14. Epsilon không vào nhá, epsilon anh không thấy vào. Đúng không? Đấy, chạy lại luôn nhá, chạy lại luôn, cũng không thấy vào luôn này. Không thấy vào nhá. Cái epsilon này là cái bằng 1e-14 này. Rồi bây anh thử so sánh với y nhá. Chào không? Không phải, đây là mình trừ đi sau 0.6 rồi. 1 2 3 4.1. Đây vào rồi này. Trừ 0.1 tiếp. Thử cái này với 0.6 nhé. Không vào không? Không vào nữa rồi. Chỉ vào 0.5 rồi. Nói chung là không nên so sánh với thằng double nhé. So sánh double là rất dễ bị fail. Đấy, phép trừ của nó rất dễ bị fail nhá. Có lớp nào tranh vòng không nhỉ? Còn chưa kịp xuống đến số ít cây cơ. Rồi, tiếp tục các lỗi thường gặp 6 gán giá trị boolean. Number phần trăm 2 bằng 0. Thì đoạn này là sao nhỉ? Chia cho 2 bằng 0 thì là đúng rồi. Dài dòng thôi đúng không? Thì lên viết lại như này thôi đúng không? Các lỗi thường gặp 7. If instead cos log ra L cos log ra. À, cái này là thừa cos log đúng không? Con số lốc này viết là thừa đúng không? Mình chỉ cần một dòng con số lốc thôi thì nó đỡ dài dòng đúng không? Con số lốc này vẫn được nhưng mà nó sẽ là thừa, mình chỉ cần con số lốc một lần thôi. Rồi mình chỉ còn phần switch cây. Switch cây cũng quan trọng mà. Switch cây thì nó là thay cho việc là ít lồng thôi. Thay cho việc ít bậc thang. Switch cây thì cú pháp của switch cây như nào? Switch này, chỗ này sẽ là truyền cái biến đầu vào và sẽ có phần thân đúng không, phần thân của switch và các trường hợp sẽ là cây. Ví dụ anh khai báo một cái biến ở đây
less a bằng nhân a thôi. Thì anh sẽ switch cái biến a này thì anh chuyển a vào đây. Ok, nếu ví dụ như a bằng 1 thì sao? Đúng không? In ra cái gì đấy. Nops là gì? A bằng 1. V2. Mình viết nào cho hay nhỉ? Anh có thể thêm một cái if thang trên này đi. If a nhỏ hơn bằng 4 này. Thì anh lốc ra đây là tuổi thanh niên, à tuổi trẻ con. Đây là gì? Sơ sinh. Đúng không? L ít a nhỏ hơn bằng 15 đi. Lúc ra là đi thiếu liên à? Thiếu nhi. L ít a nhỏ hơn bằng 25. Thì đây là thanh niên. Lúc ra là thanh niên. Rồi bây giờ ví dụ như anh A nhập vào là 3 thôi đúng không? A bằng 3. Xem nó nốc nha nha. Switch K tạm thời chưa dùng vội nhé. Bây giờ để anh chuyển sang tích K nhá. Rồi tuổi sơ sinh đúng không? Bây giờ nhập vào là 11. Thiếu nhi. Nhập vào 20. Rồi. À, logic về đây là đúng rồi đúng không? Bây giờ anh sẽ không có slope như này. Anh bỏ có slope đi, anh gắn cho một cái biến nào đấy, b ở đây. Nếu mà a nhỏ bằng này thì b bằng 1. Anh let b ở trên này nhé. Let b. Nếu mà rơi vào trường hợp này thì anh gắn b bằng 1 đúng không? Nếu mà rơi trường hợp này anh gắn b bằng 2. Trường hợp này anh gắn b bằng 3. Được. Bây giờ anh không có slope nữa. Bây giờ anh sẽ dùng suối cây để anh suối cây theo cái biến B này. Suối cây từng trường hợp. Đúng không? Anh sẽ truyền B vào nhá. Bây giờ suối cây, anh sẽ truyền B vào này. B thì là lốc. Lốc này là sẽ là tương đương với lốc ở trên là gì? Tuổi sơ sinh đúng không? Nếu mà 2 thì sẽ là gì? Tuổi thiếu nhi đúng không? Rồi, thêm một điều kiện nữa là cây 3. Rồi cây thì là value xong đến 2 chấm nhá. Sau 2 chấm sẽ là cái lệnh thực thi. Thanh niên như này. Rồi thì trong suối cây mình sẽ có phải có break. Lát nữa anh sẽ bỏ break đi thì anh em xem nó như này. Break. Trong suối cây phải có break nhá. Break để nó thoát khỏi suối cây. Rồi như này. Bây giờ vẫn nhập a bằng 20 đúng không? Thì nó vẫn in được ra thanh niên đúng không? Thì nó tương đương với là bây giờ a bằng 20 sẽ rơi vào trường hợp này đúng không? B bằng 3, cây bằng 3 đúng không? Bây giờ anh nhập vào là 4 xem đúng không? 4. Tuổi sơ sinh vẫn đúng đúng không? Thì nó sẽ lấy được trường hợp này đúng không? Rồi bây giờ anh bỏ break đi thì như nào? Bây anh comment break lại. Comment break này. Thì nó vẫn thực thi hết các lệnh nhá. Nếu mà mình bỏ break thì nó sẽ vẫn chạy. Các lệnh nó vẫn được thực thi. Được. Đây là mình muốn thoát ra khỏi trường hợp nào mà nó đúng rồi ấy thì mình thoát ra thì phải dùng break. Còn nếu mà trong nhiều trường hợp mà mình chưa cần thoát mình vẫn thực thi tiếp thì cứ bỏ break đi cũng được. Thì trong nhiều bài toán có thể là không cần break. Ngoài ra thì trong suối cây nó có một từ khóa là default. Default thì như nào? Anh em hiểu về từ khóa default này không? Không thà đúng thì nó rơi vào trường hợp default đúng không? Không biết là gì cả. Làm gì cả, đúng không? Đấy, đặt xử nhanh. Bây giờ anh lại quay lại đặt đúng break nhá.
Rồi. Thì bây giờ anh nhập một cái tuổi bừa nào vào đấy là không rơi vào những cây của mình đi, đúng không? 5.000 tuổi. Đấy, không biết là gì cả, đúng không? Đấy thì default nó sẽ rơi vào đây, đúng không? Rồi đấy, switch cây thì nó cũng đơn giản như vậy đâu. Đây. Các bạn có từ khóa switch này, cây này. Default đi. Đây là truyền biểu thức vào này, truyền vào để check này. Thì có phần clean code thì anh em cũng sẽ phải viết code theo clean code đoạn dưới này. Đây ví dụ như là cây 1 thì mình có thể viết clean code khai báo cho nó một cái hàng nào đấy. Ví dụ muốn kiểm tra về ngày tháng nhỉ, thì nên viết code để cho người khác đọc và hiểu. Đây chắc sẽ không là 1 2 3 nữa mà là phải đấy là thứ chẳng hạn. Thì mình nên khai báo cái hàng như này thì nó sẽ clean code để cho người khác dễ hiểu. Rồi, không có lớp nào tranh phòng nên là anh em mình không phải trả phòng, làm quyết đi. Hơi lắm giờ một tí thôi, không vấn đề. Làm quyết nhá. Thì chốt lại mình có if này, có if là if lồng này và if bậc thang này, đúng không? Và hôm nay học cả switch cây đó. Switch cây thì mình trong đấy có break và default. Thì phải hiểu kỹ về break và default nhé. Bỏ break đi thì như thế nào? Rồi bây giờ mình làm quick nha. Có 7 câu rồi. Nhanh mà. Mà nhanh không? Rồi, file chưa set thì phải. Xếp lại được. Rồi chạy luôn nhá. Anh em hôm nay tôi vào quýt nhá. Dạ, vâng. Tuấn đang cải thiện phong độ cho em nhỉ? Ngay thử lên tốt phát xem nào. Cứ phải tốt, tốt cứ phải lật máy tính của anh xuống, nhanh hỏng máy lắm. Không có run, không bị run run nữa, dán vào đây rồi. Ờ. Chân bước chân huyền thoại của ai đấy? Mình em. Anh bảo rồi mình đổi mình đổi từ mình đẹp ra trong thủy, đi phong thủy, phong thủy đi. 15 rồi. Anh đổi tên là cũ. 15 đủ chưa nhỉ? 16 à. Thiếu bạn nào đấy? Anh Huy hôm nay Huy đang nghỉ à? Huy đang có suy nghĩ không nhỉ? Huy từ sáng anh cũng không thấy rơi vào nhưng mà có xin luôn nghỉ thôi, thì check sau nhá. Không thấy Huy đâu thì cứ chạy luôn nhá. Thank you.
nhiều lên top thật luôn này. Tuấn lên được đấy. Ăn may rồi anh ạ. Đấy chắc bảo phong thủy rồi mà. Ê, được đấy. Tuấn này không phải là máy tính lại rồi. Con vẫn học được lý thuyết. Rồi. Rồi, mình đi vào chữa nhá. Xem các bạn sai câu nào nhiều. Sao sai nhiều này em ơi? Nguyễn Đức Anh. Đức Anh sai nhiều thế? Sao lại sai nhiều vậy? Sai đúng được đúng một câu này. Này chết dở rồi. Rồi, trong GS, cách nào sau đây sử dụng kiểm tra điều kiện number bằng 5 trước khi thực hiện các mệnh khác? Cái nào anh em? Bằng 5 đây đúng không? Trong GS, cách nào sau đây sử dụng kiểm tra điều kiện number khác 5? Khác 5 thì mình thêm đảo vào thôi đúng không? Thêm dấu chấm than vào. Đúng không? Cái nào? Cái này đúng không? Cái này bẫy đúng không? Rồi. Câu thứ 3, xác định kết quả của biến number trong đoạn sau. Net khai đầu tiên khai báo biến number bằng 5 này. Nếu như number lớn hơn bằng 5, number cộng bằng 1 thì như nào? Number cộng lên 1. Number tăng lên 1 đúng không? 1. L thì number trừ đi 1 đúng không? Thì đúng là sẽ là gì? 6 đúng không? Xác định kết quả của biến number trong đoạn sau. Net khai báo đầu tiên là biến number bằng 5. Rồi bây giờ cái đoạn cộng cộng này. Cộng cộng này anh em còn nhớ không? Cứ đằng sau thì nó sẽ tăng lên sau, đằng trước thì nó tăng lên trước, trước khi thực hiện thuật toán, đằng sau thì nó là tăng lên sau khi thực hiện thuật toán. Được. Nếu mà number bằng 5 này, nếu mà number cộng cộng này lớn hơn 5 thì nó có đúng không? Đúng không? Nó tăng lên sau khi thực hiện phép so sánh đúng không? Thì cái này không đúng thì nó phải nhảy xuống eo đúng không? Và nó sẽ trừ đi 1. Đúng không? Đấy, đoạn này nhiều cô nhiều người trả lời sai nhá, thì mình phải xem lại cái cộng cộng và cộng cộng nhá. Hôm qua anh trước anh có demo rồi, thì mình cứ nhớ là như này, nó là cộng cộng ở phía sau thì nó là tăng lên sau khi nó thực hiện phép tính toán nào đấy hay phép so sánh nào đấy đúng không, tăng lên sau. Còn nếu mà cộng cộng trước thì nó là tăng lên trước. Điều kiện nó sai nó vẫn tăng này. Cái number này không đúng đúng không? Nếu mà lúc đầu nó khai báo bằng 5 đúng không, mà number cộng cộng mà nó không tăng thì nó có lớn hơn 5 không? Không đúng không? Nó vẫn là 5. Vâng. Nó vẫn là 5, đoạn này nó vẫn so sánh nó vẫn là 5. Đúng chưa? Hết vì trong vẫn thành 6. Nhưng mà sau khi nhảy xuống eo thì nó mới tăng. Thì nó vẫn lại tăng lên. Xuống eo thì nó mới tăng. Đấy. Xuống eo tăng. Xuống eo tăng lên xong nó lại trừ đi. Đúng chưa? Tăng lên nó thành 6, 6 lại trừ đi lại về 5. Đúng chưa? Đấy thì nó tăng lên sau khi thực hiện phép toán thứ nhất này. Điều kiện sai nó cũng tăng luôn. À không, nó vẫn tăng nhá. Nó vẫn tăng. Nhưng mà nó tăng sau khi nó thực hiện cái phép so sánh này. Đấy. Còn nếu mà cộng cộng thì nó lại tăng trước khi. Đấy. Thì có bài tiếp theo nào về cộng cộng đúng không? Đây. Đúng chưa? Nó lại tăng lên trước thì cái điều kiện này nó lại đúng. Đúng chưa? Đúng chưa? Nó tăng lên trước thì cái phép tính này nó lên 6 trước. Lên 6 trước rồi mới so sánh với 5 thì nó lại đúng đúng không? Đúng thì nó lại vào đây, lại tổng cộng tiếp phát nữa, đúng không? Nó thành 7. Đúng chưa? Rồi, câu này nhiều người đúng, một người trả lời sai đâu. JavaScript hỗ trợ những cấu trúc nào khi xử lý về những dễ nhánh? Câu này dễ quá đúng không? Chỉ có if L với cả switch cây thôi đúng không? Câu 7 này, xác định giá trị của biến message sau khi chạy đoạn massage. Đây, đây, cái này liên quan đến switch cây đúng không? 7 đọc xong đi bài hết giờ. Đọc xong đi bài hết giờ là sao? Cái này có tính giờ. Thì đoạn này không dùng break đúng không? Nó bẫy là cái không dùng break đây, đúng không?
Break thì nó cứ chạy hết lệnh dưới thôi, đúng không? Rồi, ok anh em. Tao vào. Rồi. Xong tuần sau mình mới học đúng không? Hết một tuần học rồi. Anh em thấy một tuần học nó có khó không? Có hai ngày nghỉ để anh em chuẩn bị học ngày tiếp theo nhá. Ngày tiếp theo là mình học về điều trị tâm lý sắp tới đó. Cũng là vẫn là cái chút điều kiện thôi đúng không? Nào, phần 2 đúng không? Chuẩn bị về câu lệnh lặp nhá. Các câu lệnh lặp. Phần lặp thì nó sẽ tăng dư duy nhiều hơn. Rồi, tuần hôm nay biểu dương nhá. Nát anh sẽ biểu dương cái slack. Được đấy. Không thích ra tay. Ra tay cái. Thôi, chị thoát à? Rồi, chị thoát rồi, thôi. Thực tiễn đi, thực tiễn đi. Thực tiễn đấy. Thôi, tại sao thực tiễn nhỉ? Tăng là thôi cộng cộng nhỉ? Nó vẫn tăng. Ừ, tăng là thôi cộng cộng nhỉ?